À, giờ Thanh đi lấy mấy cái bẫy không có gì trên các bạn. Thanh về cái luồng bẫy này chứ. Thì Thanh cũng ngày mới cũng chúc cô chú anh chị luôn luôn là mang thuận lợi cho mọi việc. Thanh hút mấy cái bẫy gắn đi về luồng nha các bạn. Nãy giờ mới dính này. Mày gắn riết rồi. Cái luồng để hoài nó nản nha các bạn. Gắn đầu tiên. Anh nãy chạy dọc đường á, anh rút hết mấy cái à. Này coi có kết quả thế nào. Rồi với lại thăm cái bẫy ngay chỗ cái luồng mới của Thanh. Anh mới dời dời nền á. Đây dính còn, anh rút hết hai cái. Anh em có bẫy xì cua lấy hai cái mà không dính cái này là cái thứ ba dính nha các bạn. Dính dính nhưng mà mình cũng dời luôn. Lâu quá không gặp cô chú anh chị ha. Đó, cái đầu luôn rồi. Đây anh đi tiếp nha. Hôm nay em Phú á đem đưa Thanh hết 6 ký chuột. Vì Thanh đi xuống bẫy nữa với đi thăm lần lần nhưng mà Thanh chưa ở không, hôm nay mất Thanh mất công chuyện á. Góc đó 1 cái, góc bên kia 1 cái, 2 cái. Với mà mấy kinh 1 cái nữa là 3 cái. Khu này bên đây Thanh còn đâu cũng 10 mấy cái bẫy á các bạn. Đi gom còn bao nhiêu cái. Mắt cái đèn kem lại, mắt đèn kem lại. Lúc này ngon ghê luôn, im ghê luôn, đặt không dính. Không có phân phướng gì trơn. Im ghê luôn ngay cái nét này. Đặt không dính. Rồi em chuột, gã xét. Im. Hít tịch. Mới qua kia rút dính con nè, cũng nhỏ các bạn, nó bò cho mình. Rồi ra mấy kinh cái nữa là hết khu này. Bẫy giết nản quá, chuột thì hiếm hôi, mắt không có da rẻ được. Dưới đây 1 cái này anh nó dính gắn còn chuột. Cây có nó ngã dưới trời. Rồi cái bẫy lên đây. Thì nó mắc cái bẫy chứ. Đặt ra không thấy phân hướng gì trơn. Rồi con chuột gã xét luôn. Gã xét. Rồi cái thanh gàn lại cái Thanh đi gom tiếp cái bên đây nha, đặng chạy nền nữa các bạn. Nãy giờ Thanh uống một cái cho nên hai cái thành một đi. Một cái với đây 6 cái nữa là 7 cái. Nãy giờ đi cứu hết 7 cái nha cô chú anh chị. Đây thành con cái dưới đây. Cái này quá không tính cứu mà Thanh chừa lại. Chừa lại cũng không. Rồi. Hủ hòn hủ vía. Trời con rắn này chạy ra cái hết hồn. Xin lẹ luôn. Ăn hết con chuột của tôi rồi ông. Các bạn nhìn thấy không? Đó. Mấy con này nói chung ra nó vô dữ lắm nha các bạn. Rồi thôi để tôi thả nó ra. Ăn con chuột tôi nè. Ăn tốt con chuột của tôi tốt à. Con lục me
Nghe đi. Xử hết con chuột của mình. Bẫy này mình đặt có lưới nữa các bạn. Lưới nó dằn vô dằn lưới. Bẫy này bị cọt đây. Còn dằn lưới gắn. Chà, con hành nè các bạn. Cái này con hành chạy chưa? Những con cũng trọng như các bạn. Đây là con cá nữa. Nay rút bảy cái lục bảy con hành huyền thoại thành nay rút nó chạy nữa. Chà, nặng nặng nha các bạn. Trời ơi. Con này rút bảy nó chạy vậy nè các bạn ơi. Không rút quá thì nó chạy yếu rồi, nó chạy vậy nè. Con này cũng đã. Đây cái đầu nè. Quá im luôn. Mà cậy rút đi còn mấy cái để làm gì, chạy xa lắm nha các bạn. Này cái bẫy huyền thoại của Thanh, khu này là sẽ thúc cỏ rồi. Cái bẫy này dính ba con bự không à, cỏ không dính rồi, cỏ không hôi rồi, chuột cỏ. Nè, cỏ con vuông xịt hết trơn. Nhưng bãi này nó Thanh dời đi rồi hơi mệt á. Nãy Thanh thăm cái bãi nhỏ của Thanh. Dính con hôn ngựa, chà bá nọ. Rồi cái bãi này đâu có gì. Mà mắc kẹt chi. Lớp. Có rồi ăn chuột đâu. Rồi cái bẫy không có lò xo, chuột gắn vô, chuột ra luôn các bạn. Bẫy không có lò xo, quên lấy lò xo gắn lại á, cho nên chuột ra luôn. Gắn nó vô cái đoạn chuột tuôn ra. Luôn hổ hành huyền thoại, vậy là nãy giờ bốn hổ hành. Một con gắn hôn ngựa. Bạn này lâu quá không biết chín rồi. Tay có gì đây, con gì cục cục đi. Trời ơi con hành nhỏ các bạn ơi. Còn chuột luôn hay gì à? Xíu. Còn chuột hay gì à, quốc chuột Thanh luôn. Nãy giờ Thanh rút cây 3, 6, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, vậy rút 16 cái. 16 cái mà dính 6 cái nha các bạn, còn 10 cái không dính. Đó này đi gom 7 mà vậy đó, nãy dính con gắn hổ ngựa nè. Nằm vàng ngới luôn. Đó. Gắn ngựa này chắc cỡ 800 gram. Rồi, để Thanh tiến hành bắt mấy con gắn ra luôn. Wasana, wasana. Làm bao nhiêu cây ghim, mắc hết cây ghim. Giờ ghim này chắc cú nhất rồi. Ghim này là chắc cú nhất. Ông đồng nó ồn dữ rồi trời. Hoàn điện thoại Thanh nè, đó mình về đi hết mới. Còn chuột kia,
được nè, mới ăn. Thấy cái phanh bự ghê luôn mọi người. À, chắc bỏ đây thôi dùm nhé. Anh em. Còn mới dính ký dần lên á. Ghê mà con. Trọng ha. Lúc khu này Thanh còn 4 cái nữa và tất nhiên là 20 cái rồi. Quá im không, cuốn 16 cái dính 6 cái và lúc không cuốn thì thì không chạy, nay chạy rồi. Thanh vô Thanh rút lên đây 4 cái nữa là về luôn nha các bạn. Khu này 4 cái là thăm vô gút, cái này là cỡ thứ hai nha các bạn. Không biết có không, nếu mà có gắn bự thì Thanh chừa lại 4 cái này với Thanh chen ra vài cái. Thanh móc vô đây thăm chơi, còn không có thì Thanh cuốn nó ra luôn. Đây có ếch nó phóng rồi, mà không người ta tháo nước thì Thanh không thấy ếch nó phóng ở này. Này có ếch phóng. Đặt dưới cái hố này cái hố cái lùm cây này nè. Coi kìa, mà cái lẫy thành nằm trắng tươi luôn. Đây, chắc không có gà heo à. Rồi chỗ gà xét
để cái bẫy đi, để vô lấy. Đây cái vỏ đây lại thăm rút cái này phải có đây y nó ghê luôn mà không có gắn dở thiệt. Vỏ dương cậy chà cũng thấy là cái bẫy trong một cái gắn bằng cái nhỏ rồi hoành cũng nhỏ chứ không bự này gắn chạy lại ra giữ thiệt. Rồi thằng vô hai cái trong đây rồi có nha các bạn. Mở cái đèn bắt cá. Rồi lại thằng bên đây cũng kín lắm mà. Còn chạy lung tung lung tung trong đây không có dính gắn lại thì vào đây chi. Trời ơi nó xử hành mô hành dây nào nó vô nó xử không được con chuột nè, con chuột không còn luôn đó đó, mô hành viên chuột hai con sống chung một bộ kẻ đi săn phải sát thủ không ăn được nó đó, đó chủ cắn nó chủ cắn cái ghê bốn cái dính được hai cái em còn nhập đây cái cuối cùng khu này dính còn vài chừng nửa ký lô cho nè sướng sướng tay coi chà nó có phần nha các bạn, có phần mà nó bự hay nhỏ phần nè con bẫy nó kéo vào nhẹ. Ủa trời ơi phần đầu nào này rồi gắn đâu kỳ á, phần hai đầu luôn rồi không có gắn. Ôi nổ hả, sao cái bẫy nó bị lỗi gì không mà sao không thấy gắn đâu trơn trời. Cái phân nè bỏ tài phân trong đây luôn mà tiêu không gắn ngoại trưởng đã thành bắt con rắn còn chuột ra thành đặt lại luôn các bạn, đặt lại luôn lại mấy cái nữa thành lại là mấy cái nó thành đi thăm rồi, còn cái luồng bên kia là không có để nha, luồng bên kia tại vì có anh em ta vô ta nhân lưới thành không có cho lại đặt bên luồng bên đó. Rồi về bữa có cái đoạn này không có cái riêng khó bắt tại cái thảy anh bảy cái thanh nhỏ rồi. Đây cái để mốt vô để thăm bảy nó chứ giờ 20 cái bảy mà đi xuống lại kiếm điểm mới cũng hơi căng nha các bạn, mình xuống lần lần đó, tôi lưới này cũng bộn ha. Rồi nó thành vô chuột cái đầu thanh đặt là thêm 2-3 cái nữa kìa. Thanh đến điểm thăm bẫy tiếp nha cô chú anh chị, cái điểm này nói chung ra có đồng nghiệp đặt rồi
thì đồng nghiệp cũng đã rút ra cái gốc bẫy ra rồi á. Thanh thì dù sao Thanh đặt chiếc chét là có em hàng khủng đâu, khu này thì đại ca còn nha cô chú anh chị. Chà, hôm nay đốt luôn tới đây nữa rồi, cái bẫy Thanh chắc tiêu rồi, tiêu. Thì cái bẫy à, thì dầm thì cái bẫy còn chứ không còn là xong luôn, khóa vào tới đây luôn, tiêu vẫn đặt dưới đây không biết còn không. Xong rồi bông cái bẫy thành quá tiêu còn đây, thấy cái bẫy đâu ở trên tiêu hay lắm anh này. Anh dọn sao dọn luôn cái bẫy của em luôn. Nhiều rồi, mới vô cái đầu tiên khu này quá hay à, luôn cái bẫy của em luôn rồi, đặt ngay đây nè, lúa còn thiệt tình quá bên này, hay quá. Dọn sao dọn luôn cái bẫy của Thanh, mới vô điểm này đặt có 4 cái mà bị mấy anh lấy hết 1 cái, mấy anh này đại tài. Mệt quá tụi chú anh chị à, thôi tính đây là 3 bãi xì cua đặt thêm nữa mày, cái này xong rồi lấy bịch lúa, rồi lấy cái bãi xì cua lúa trong này có luôn cái bãi của Thanh luôn. Cố gắng à, chuột quéo queo mà, rồi chuột quéo queo các bạn, cái sọ nè, rồi quéo con chuột, đây cái nè. Chuột con, lúc gà chuột còn còn chỉ coi có gắn không đây không, chuột còn nhau bạn. Đây là nói chung ra là khó nhắm hướng chính xác bẫy lắm nha cô chú anh chị, mình chỉ đón cái góc nào mình đón, nhắm có thì mình đón thôi chứ đón góc thôi chứ không bao giờ chính xác được nha. Nhưng mà trống thì mình chính xác mình đón được nó, còn ở trong đây là kể như là 10 phần chỉ được có 3 phần chính xác thôi. Sang này nó chấm ẩm rồi, rồi gắn mối vô luôn
nó mối vô luôn là hiểu rồi nha các bạn, hiểu em chuột mà nó đã ra đi. Xong 4 cái mà mắc hình cái 3 cái không dính luôn. Khu này khó quýnh quá. Hoa cải đặt đại đây đây. Ở đây thì thăm bẫy thấy nó nổ quá. Bên kia thì nó uống cuốn. Cuốn bẫy đã rồi, qua đây. Mà điều mà đây là mới thăm cửa đầu mà mất hết cái bẫy. Cũng này. Đây cũng có 2 cái vậy thôi. Xe chuột hình con luôn. Vô khu này nước phèn không? Rồi. Thành con không đâu nè. Dọn trong lỗng luôn. Dọn cái bẫy còn ngang chẳng còn xong. Trời ơi, pha ghét vô. Một đống ghét luôn. Chuột còn nữa các bạn. Pha đống ghét rồi. Đây là quái trưởng. Dọn thôi. Đạp cái bẫy mình ngang hông luôn. Là quải trưởng. Ta dọn vườn đó các bạn. Ở đây thành đồng cái bẫy cuối cùng là hết luôn nha cô chú anh chị. Cây thì khoảng không nước qua không gãy biết hôm nay cái sao gãy hôm nay. Bẫy cuối cùng. Không thấy gì phân hướng gì hết trơn. Rồi cái bẫy cuối cùng của thanh chuột còn nha các bạn. Rồi để lên là tổng kết số gắn cho cô chú anh chị xem. Rồi quá mệt rồi các bạn ơi. Còn 3 cái bẫy nè, đem về luôn. Nãy giờ đặt hết rồi. Rồi con chuột. À, con gắn nó ối chuột ra thanh quá. Thì hồi đầu á dính được cái vô đó luôn. À, đợt sau là không dính nữa nha các bạn. Thì bữa nay là thanh thành quả thanh cũng bộn nha, chắc cũng cỡ 2,5 kg ạ, quá phê. Rồi thanh cũng được như đây. Rồi, thanh cũng tạm ngưng clip đây nha cô chú anh chị. Thì thanh hẹn cô chú anh chị lại clip sau. Chúc cô chú anh chị và các bạn luôn luôn làm ăn thuận lợi trong mọi lĩnh vực nha. Rồi mong các bạn ủng hộ thanh. Thì thanh chuẩn bị cũng xuống luồng mà chưa biết xuống luồng ở đâu nha. Thì bây giờ thanh cũng tạm ngưng clip, mong cô chú anh chị xem clip thư giãn cùng với thanh. Rồi thanh cũng tạm biệt, bye bye.